Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác. Dạ, thưa chào anh Bách. Dạ, tôi cũng rất là hân hạnh được trở lại với chương trình phát thanh SBS và nói chuyện cùng quý vị đồng hương Việt Nam trên toàn nước Úc. Xin chào quý vị. Dạ vâng, cảm ơn chị. Vậy mà cũng một năm rồi, khi lần trước cũng nói về vấn đề du ngoạn hồ Hoa Xuân tại Canberra, nhất là lễ hội Laureate nổi tiếng. Dạ vâng, vậy mà đã một năm rồi đó thưa chị ha. Dạ, nhanh quá, thời gian trôi rất nhanh. Có lẽ chị bận bịu quá nhiều công việc, nào là cao niên rồi, chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện làm, vân vân. Chuyện cộng đồng. Dạ vâng, thành thử ra một người mà đã đa mang quá nhiều công việc, thành thử ra thời gian nó bay qua hôm nào không hay phải không chị? Đội rất là nhiều nón đó, người ta một người đội nhiều nón. Nếu mình nói là chụp mũ thì còn ghê hơn nữa. Cái đó nghe hơi ghê Thưa chị, trở lại với hội Hoa Xuân Floriade ở Canberra thì đã khai mạc từ ngày nào thưa chị? Hội Hoa Xuân Floriade khai mạc vào thứ Bảy vừa rồi, 14 tây tháng 9, và bế mạc vào ngày thứ Bảy 13 tây tháng 10 sắp tới. Dạ vâng, như vậy thì cũng đúng là thời điểm để quý bà con cao niên cũng như quý đồng hương người Việt tại khắp nơi đổ xô về Canberra để chiêm ngưỡng. Nghe nói năm nay là năm thứ 37 của lễ hội Floriade phải không chị? Nghe như vậy đó, là thông tin bây giờ là trên Google cho biết lịch sử của Floriade. Nói chung là thời gian như là hồi nãy nói với anh đó, là không ngờ là kể từ khi hội Hoa Xuân được thành lập mà cách nay là đã 37 năm. Thưa chị, mỗi năm đều có một chủ đề, thì nghe nói rằng năm nay có một chủ đề đặc biệt, thưa chị có thể cho biết không ạ? Được biết là năm nay cái chủ đề là Art in Bloom, có nghĩa là mình dịch một cách tóm tắt là nghệ thuật trong mùa hoa nở. Hay quá, chị dịch quá hay. Nghệ thuật trong mùa hoa nở, bởi vì rất nhiều sinh hoạt nghệ thuật chung quanh cái lễ hội Floriade này mà chúng tôi sẽ nói sau này. Và trên trang mạng mà Google, quý vị nếu vào thì cũng thấy cho biết rằng thống kê có hơn 1 triệu loài hoa que sắc thấm tại Canberra, thì chị, nhất là hoa tulip phải không chị? Nói chung năm nay rất đẹp, rất đẹp. Tôi sẽ gửi hình trên email cho anh Bách, để anh Bách coi như là thông báo cho đồng hương Việt Nam của mình trên toàn nước Úc. Chúng tôi cũng mới đi xem qua hồi sáng, trước khi chúng tôi muốn đưa hội đoàn và tổ chức MCCI đi tham quan. Bây giờ đông lắm, bây giờ người ta, đặc biệt là những ngày cuối tuần đó, không có chỗ đậu xe luôn à. Màu sắc rất là đẹp. Nhưng đặc biệt là hội Hoa Xuân Floriade thì không có được miễn phí. Vậy thì điều đó, chính phủ địa phương, lãnh thổ thủ đô rất là hân hạnh tạo một cái vườn hoa rất là đẹp để đón chào người dân trên toàn nước Úc, cũng như là có nhiều du khách thế giới cũng chọn đến thăm nước Úc, và đặc biệt là đến thủ đô Canberra vào mùa hội Hoa Xuân. Chúng tôi được biết rằng rất nhiều quý vị đồng hương chúng ta, kể cả các vị cao niên từ những tiểu bang khác lân cận, chẳng hạn như là New South Wales, Victoria, rồi Queensland, và đặc biệt là cũng Nam Úc nữa. Đó là 4 tiểu bang lân cận của Canberra. Nhiều người tổ chức bằng xe buýt hay là đi xe nhà đến. Chưa kể rằng những người ở Darwin với lại ở Perth cũng nhiều khi nghe nói rằng có đi máy bay đến. Người ta bay thẳng đó, bay thẳng tới Canberra rồi mướn xe. Họ mướn những cái xe rồi họ có để cái biểu ngữ của hội đoàn của họ. Có một lần chính tôi thấy một cái xe bus rất là lớn, hình như là cái đó là của người Trung Quốc thì phải từ Perth, thành phố Perth của Western Australia. Người Việt thì tôi có tiếp xúc với một số người, họ nói là họ đến từ Perth. Chắc là đi máy bay, chứ còn vượt mà 4.000 cây số thì có lẽ hơi khó lắm. Hơi khó khăn và cũng hơi đắt tiền á. Tại vì phải vượt cái sa mạc. Nhất là quý vị cao niên thì sức khỏe không được mạnh khỏe như là những thanh niên, để ra khó khăn lắm. Đi như vậy ngồi rất là lâu. Tôi không nghĩ là quý vị cao niên muốn đi bằng xe hơi đâu, chắc là họ sẽ đi đường hàng không chứ không đi đường bộ. Nói chung thì hầu như là người Việt trên nước Úc này đều
quan tâm đến Hội Hoa Xuân Florac. Mà chị Lệ Hoa vừa nói rằng có nhiều người ở nước ngoài, người Việt từ Mỹ, từ Canada. Dường như là những nước đó dạng như Canada cũng có tulip nhiều, là tại sao họ lại thích đến lễ hội Hoa Xuân tại Florac, thưa chị? Dạ, Lệ Hoa đoán là có thể là người ta thích đi du lịch, rồi người ta chọn cái mùa nào mà thủ đô có những cái thắng cảnh đẹp, có những cái mà người ta gọi là những cái điểm nổi bật, những cái nơi thắng cảnh của thủ đô hay là của những tiểu bang, đây là thành phố lớn của tiểu bang New South Wales, rồi Melbourne, thì họ chọn cái mùa xuân là cái mùa đẹp để đi thấy những cái coi như màu sắc rất là rực rỡ, rồi không gian nói chung là giống như tiếng Việt của mình hay nói là xuân đã đến rồi, gieo rắc ngàn hồn hoa xuống đời đó anh Bách. Cảm ơn chị nhắc đến bản đón xuân nha chị. Dạ, vâng. Thật sự thì một điểm đặc biệt nữa là nước Úc lại nằm ở Nam Bán Cầu, còn ở Hoa Kỳ và ở Canada thì ở Bắc Bán Cầu. Thành thử đó mùa xuân tại nước Úc. Bên mùa xuân thì bên kia họ mùa thu. Vào thu, dạ vâng, mùa mới thu. Vào thu. Dạ, hai cái mùa đẹp, dạ, hai dạ, cái mùa vâng. đẹp đối xứng với nhau. Dạ. Nhưng mà cái mùa xuân tại Down Under này thì lại là có những cái lễ hội hoa hiện giờ tại Canada hay là Hoa Kỳ không còn một cây nào để khoe sắc thắm được, thành thử ra xuống Úc là phải rồi, phải không chị? Dạ. dạ, nói chung là Nam Bán Cầu thì mình có Úc Đại Lợi, có hội hoa xuân, trong khi Bắc Bán Cầu thì là các quốc gia này đang có những hội màu sắc mùa thu, và dạ, thu vàng á anh Bách. Dạ. Dạ, dạ, nói chung thì mùa Bắc Bán Cầu thì có mùa thu rất là đẹp, trong khi Nam Bán Cầu thì là mùa xuân. Dạ, mình vào hè thì Bắc Bán Cầu sẽ vào đông. Dạ, dạ vâng, đó là Florac về ban ngày thì kéo dài từ thứ Bảy. 14 tháng 9. Dạ, 14 tháng 9 cho tới Chủ nhật. Tháng 10. Dạ, dạ vâng. Dạ. Nhưng mà đó là những cái cảnh tượng ban ngày. Còn thưa chị, nghe nói còn có một cái sinh hoạt ban đêm gọi là Night Fest thì thế nào thưa chị? Dạ. Dạ, cái Night Fest là một cái chương trình mà chắc cách đây cũng khoảng 10 năm có đó, thu hút rất là nhiều các bạn trẻ, thành phần người trẻ 35 tuổi sắp xuống và 15 tuổi sắp lên đó. Nói chung là có những cái chương trình nhạc, rồi đèn chiếu sáng rất là hay. Cá nhân Lệ Hoa thì chưa có đi cái Night Fest nào. Và đã tự nhủ là năm nay phải đi một lần mới được, là vì mới tham quan cái hội hoa xuân hồi sáng này thấy rất là đẹp, cho nên là tưởng tượng là cái Night Fest và cái hội hoa xuân vào đêm sẽ rất là rực rỡ và dưới ánh đèn màu. Dạ vâng, nghe chị quảng cáo thì cũng nghe cũng hấp dẫn rồi, nhưng mà dạ, chắc phải mời bà con khắp nơi về tham dự. Dạ vâng, nhưng mà cái Night Fest... nhưng mà bán vé chứ không có miễn phí như là ban ngày. Dạ vâng. Dạ, Night Fest là một cái chương trình đặc biệt và bán vé vô cửa. Dạ vâng, được quảng cáo là chương trình về giải trí và chiếu sáng cây cỏ. Thì thưa chị, Night Fest chỉ có trong 4 đêm thôi không ạ? Dạ. Dạ, dạ, hình như vậy đó. Từ dạ. ngày 3 tháng 10... cho đến 6 tháng 10, giá vé cũng không có đắt lắm phải không chị? Dạ. Thực ra là nghe nói là giá vé cũng không có rẻ đâu. Dạ, người lớn đó là 35 đô, những người có concession là 30 đô, còn trẻ em là 27 đô. Dạ vâng. Dạ, đi gia đình hai người lớn, hai đứa con là 97 đô, cũng khá đắt đó, chứ không rẻ ha. Dạ vâng, nếu mà so với cái chi phí mà di chuyển từ các tiểu bang khác về đây đó thì thưa chị cũng không thấm gì một bữa ăn trưa. Một cái giá vé mà. Dạ vâng, so với giá vé là nữa ra, nếu như vậy dạ. thì đến nơi mà tham dự được cái Night Fest này trong đời cũng nên, với lại một năm có một lần thôi thưa chị, phải không ạ? Đúng dạ. rồi, đúng rồi anh, dạ. Dạ vâng, thưa chị, còn trở lại với cái hội hoa xuân Florac thì thưa chị có những cái xe lửa kéo toa theo, có nhiều hình ảnh, có nhiều du khách ngồi trên đó đi xung quanh để ngắm hoa đó, thì dạ. cái hoạt động này như thế nào, chị ngồi trên xe lửa có phải tốn tiền không chị? Dạ, được biết là cái vé
đi ngồi trên những cái chuyến xe lửa, kéo những xe lửa nhỏ chạy trong vườn hoa rất là dễ thương. Đúng rồi, vé là 5 đô một người lớn thì concession là chắc là rẻ hơn rồi đó. Ồ, vậy cũng ra rất là giá mềm lắm à. Rất là rẻ. Bây giờ gọi là giá mềm đó chị ha. Dạ. Dạ. Dạ vâng, nhất là những bác cao niên nào thích lắm, họ rất là thích mua thích vé để vé. Ngồi để được xe chở đi ngắm hoa. Dạ vâng, nhất là đi cũng hơi khó khăn thành thử ra ngồi xe rồi. Thì tốt hơn. Dạ. Dạ, dạ, thay vì cưỡi ngựa xem hoa thì là ngồi xe lửa ngắm hoa đó. Ồ oh, dạ, làm sao có ngựa ở đây mà cưỡi ngựa xem hoa được chị. Dạ vâng. Dạ. Thành ngữ như vậy thôi chứ còn thực sự thì ngồi xe lửa ngắm hoa cũng là hay lắm rồi. Dạ vâng. Đúng rồi, mà nghe nó hay hơn đúng không? Dạ. Dạ, nghe nói rằng trên xe lửa còn có nhạc du dương nữa chị, thành nữ ra. Hình như có. Dạ, dạ, nghe như vậy. Tại vì Lệ Hoa, cá nhân Lệ Hoa thì thích hiện tại là vẫn còn đi dạo trong vườn hoa. Dạ. Chưa có ngồi xe cho nên là không có biết cái chi tiết này. Dạ vâng. Dạ. Bên cạnh cái hội hoa xuân Florac thì cũng có những trò chơi cho trẻ em rất nhiều. Chẳng hạn như là có vòng xoay đưa các em lên cao để nhìn thấy được cái quan cảnh to lớn. Chắc là cái lệ phí cũng chẳng bao nhiêu đâu chị ha. Dạ, dạ. Cái đó hình như là cũng mười mấy đô cho một người. Dạ, nói chung tất cả những cái lệ phí đó là tượng trưng thôi. Hiện tại thì cái giá cả của tất cả cái trò chơi thì theo cái thị trường và theo cái hoàn cảnh kinh tế hiện tại thì ai cũng sẵn sàng trả thêm chút đỉnh. Dạ. Dạ vâng. Thưa chị, còn một cái một địa điểm khác mà năm rồi chị có giới thiệu đó là một cái thành phố thu nhỏ lại đấy chị, mà rất hay. Thành thử ra khi mà quý vị đến Florac thì cũng nên đến để chiêm ngưỡng thêm sao. Chị có thể nói cho quý vị thính giả chúng tôi được biết không chị? Dạ. Dạ, dạ. Nếu mà quý đồng hương, ông bà, cô bác, anh chị nào đã đến Canberra rồi để ngắm hoa ở vườn hoa Florac thì cũng nên đến Federation Square để tham quan một cái làng mật làm bằng cái mô hình nhỏ rất là đẹp, và cái đặc biệt là mùa xuân, tên của cái khu vực này là Cockington Green. Dạ, rất rất là đẹp. Tôi phải nói là hết lòng quảng cáo và mời quý vị có cơ hội thì đến. Một cái giá vé rất là phải chăng. Dạ. Và ăn ở trong đó cũng rất là ngon, và vườn hoa đẹp lắm. Có những cái mỗi một quốc gia, mình có 190 mấy quốc gia trên thế giới có những cái lá cờ tượng trưng ở trong cái khu vực Parliamentary Triangle đó. Thì họ có những cái mô hình đặc biệt tượng trưng cho quốc gia của họ được trưng bày ở trong cái khu vực Cockington Green. Dạ vâng. Thực sự thì chúng tôi cũng thấy những tấm ảnh mà do kỹ thuật mà của người chụp đó, thành thử ra họ chụp thấy rằng cái thành phố nằm ở dưới chân họ đó, không biết làm sao, đâu có nhỏ đến vậy hả chị ha. Dạ, dạ, thu rất nhỏ, nghĩa là họ làm rất là chi tiết, coi như là toàn bộ cái làng đó được thu nhỏ lại. Dạ, nói chung người đi ngắm họ rất là thích. Nói chung là có những cái gia đình người ta đến thăm đó, nghĩa là người ta đi chơi cả ngày ở đó luôn. Dạ vâng. Một cái nơi rất là đáng để tham quan. Dạ vâng. Dạ, thưa chị, lễ hội Hoa Xuân Florac thì có lẽ là với các đồng hương cao niên người Việt chúng ta tại Canberra thì họ khá quen thuộc. Và chị với tư cách là hội trưởng hội người Việt, hội cao niên người Việt. Dạ. Dạ. Thì có tổ chức những buổi đi thăm viếng không chị? Hay là các gia đình của các bác cao niên tự mình tổ chức đi thưa chị? Dạ. Dạ. Thưa hầu hết là gia đình của các bác tổ chức đưa các bác đi. Hồi nào đến giờ thì hội cao niên chưa bao giờ tổ chức với cái tư cách là một hội đoàn đi tham quan ở Florian. Nhưng mà bây giờ ở Canberra thì có một cái tổ chức cung cấp dịch vụ chăm sóc cho những người cao niên từ 65 tuổi sắp lên đó anh Bách. Chúng tôi tổ chức đi bởi vì hội có mướn xe đi, thì đây là cái tiện lợi cho quý vị cao niên.
tham gia cái chương trình này. Đây là một cái chương trình hỗ trợ xã hội giúp đỡ cho người cao niên không chỉ ở tại thủ đô nhưng mà trên toàn nước Úc. Trong khi đó hội cao niên đó, nếu mà chúng tôi tổ chức những cái chương trình đi tham quan như thế này đó thì chúng tôi phải mướn xe. Mà hiện tại thì nói chung là nghe nói các hội cao niên người Việt của mình ở những tiểu bang khác á, thì có một cái nguồn tài chính khá phong phú. Trong khi đó chúng tôi ở đây thì ngược lại, nghe thủ đô nhưng mà lại hơi bị chật hẹp. Thành ra chúng tôi hàng năm chỉ tổ chức cái chương trình đi chơi, tham quan rồi sau đó đi mua sắm ở Caprameta ở Sydney. Dạ vâng. Người ta nói rằng buộc nhà không thiên là nữ ra. Ở Canberra thì đi xuống Caprameta, còn ở Caprameta lại đổ lên Canberra. Dạ. Dạ vâng, để kết thúc câu chuyện về Hội Hoa Xuân Florac thì thưa chị Lâm Đại Hoa, chị có lời nào để gửi đến quý bác cao niên dự định để đến để chiêm ngưỡng những vườn hoa tại Florac chị? Dạ. Dạ. Cảm ơn anh Bác rất là nhiều. Và thay mặt cho toàn thể các hội viên của Hội Người Việt Cao Niên Tự Do tại ACT và các vùng phụ cận, xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị cao niên trên toàn nước Úc và mời quý vị cao niên cũng như là gia đình có thời giờ thì có thể đến thăm thủ đô Canberra vào mùa hoa xuân để tham gia Hội Hoa Xuân Floriad. Và chúng tôi cũng rất là mong có ai muốn liên hệ để biết rõ thêm thì tôi rất là vui để đón tiếp những cái cú điện thoại của quý vị và ngay cả sẵn sàng rất là vui để ra gặp quý vị ở Florida. Dạ, cảm ơn rất là nhiều và chúc mọi người một mùa xuân thật là đẹp đẽ, hạnh phúc và luôn luôn dồi dào sức khỏe trong cả năm và hẹn gặp lại. Cảm ơn anh Bách và chương trình Radio SBS. Dạ thưa chị, nhưng mà muốn liên lạc với chị thì số điện thoại nào chị có thể cho phép cho số điện thoại để các bác cao niên có liên lạc được không ạ? Dạ. Dạ được. Anh Bách muốn tôi đọc lên đúng không? Dạ. Dạ. Dạ, số điện thoại liên lạc của tôi là 0424 611 037. Tên tôi là Lâm Lệ Hoa. Dạ vâng, cảm ơn chị một lần nữa. Dạ, kính chào chị. Dạ, cảm ơn anh Bách. Dạ, xin chào anh. Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.